Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tàng tiếp tục cập nhật những thông tin mới xoay quanh câu chuyện của Bếp Văn An để gửi tới tất cả mọi người. Ngày hôm nay, Lực Tàng cập nhật đến một cái thông tin liên quan đến cái dấu hiệu tâm linh nha cô dì chú bác. Thì trong những cái đêm vừa rồi đây, mà khi mà chưa có cái bản cáo trạng và cái câu chuyện nó đang còn mập mùng, chưa biết khi nào được giải quyết và đưa ra tòa, thì Lực Tàng ngủ rất là khó nha mọi người. Chỉ có biết là thức đêm và xem những thông tin, tìm hiểu xem tội trạng của Trang và Thái như thế nào, rồi liệu chừng pháp luật Việt Nam khi nào đưa ra để xử lý. Nhưng từ khi mà có bản cáo trạng thì đúng đêm hôm qua là Lực Tàng ngủ ngon nhất nha mọi người. Một giấc ngủ gọi như là đi sâu, và đã có một cái giấc mơ cực kỳ đẹp mà Lực Tàng hy vọng rằng cái giấc mơ này nó sẽ trở thành hiện thực. Cái giấc mơ này là sẽ làm cho tất cả cô dì chú bác ai nấy cũng đều phải cảm thấy rằng là mong muốn nó trở thành hiện thực đó mọi người ạ. Thì cách đây khoảng mấy hôm cũng có cô dì chú bác cùng gọi điện đến nói rằng là cô cũng nằm mơ thấy bé Văn An, và cũng đã giống như cái giấc mơ của Lực Tàng. Thì cái giấc mơ của Lực Tàng ngày hôm qua là đã thấy bé Văn An và đi trên một cái tầng mây trắng tinh luôn nha mọi người. Bé mặc bộ đồ màu trắng, và ở phía xa thì có một người phụ nữ tóc dài và cũng rất là xinh đẹp, cũng mặc bộ đồ màu trắng. Và từ từ thì cái hình ảnh của bé Văn An đã hút về cái người phụ nữ đó ở phía xa xa, ở những cái tầng mây. Và Lực Tàng nằm mơ thì nói tất cả mọi người rằng là trong bất cứ một cái phi vụ gì thì Lực Tàng làm là Lực Tàng rất là tâm huyết, và đặt hết những cái suy nghĩ cũng như là tâm trí đặt nặng vào cái vấn đề đó luôn. Cho nên rằng là dễ gặp những cái giấc mơ lắm nha mọi người. Tối nằm mơ thì nhiều cái giấc mơ là rùng mình, có thể nói đến rằng là ác mộng. Nhưng cái giấc mơ ngày hôm qua đó thực sự là một cái giấc mơ mà Lực Tàng chưa bao giờ mà Lực Tàng cảm thấy nó lại tuyệt vời đến mức độ như vậy. Khi bé Văn An đã được về một người phụ nữ mặc áo trắng được nắm tay bé và dắt đi, thì từ từ nó biến mất khỏi những cái tầng mây. Thì như vậy Lực Tàng nghĩ rằng là trong suốt cái thời gian vừa rồi Lực Tàng làm về những cái câu chuyện liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung, rồi sau đó là đến bé Văn An là gần đây nhất, thì Lực Tàng nhìn thấy cái hình ảnh của người phụ nữ đó mặc áo trắng tóc dài rất là xinh đẹp. Mà Lực Tàng nghĩ ngay đến, khi mà Lực Tàng tỉnh dậy là Lực Tàng nghĩ ngay đến là cố ca sĩ Phi Nhung nha cô dì chú bác. Chắc chắn người phụ nữ đó là cố ca sĩ Phi Nhung. Tại vì sao mà Lực Tàng lại chắc chắn và khẳng định như vậy? Thứ nhất là Lực Tàng làm cả hai vụ. Đầu tiên là cập nhật những thông tin về tình hình sức khỏe của chị Phi Nhung, từ khi mà chị ấy nhập viện cho đến khi chị ấy qua đời, rồi cho đến những cái sự việc lùm xùm xoay quanh chị ấy với lại con trai nuôi Hồ Văn Cường, cũng như rằng là đến bà Nguyễn Phương Hằng. Thì trong cái giai đoạn mà quá 100 ngày thì Lực Tàng ngưng, và Lực Tàng không làm câu chuyện đó nữa để cho linh hồn chị ấy được siêu thoát, thì bắt đầu chuyển qua vụ bé Văn An này. Thì mọi người biết rằng là với những cái sự việc mà Lực Tàng làm như vậy thì rõ ràng rằng nó đã in đậm trong ký ức. Và Lực Tàng nằm mơ thì thường thường nó hay thường trúng lắm nha mọi người. Không phải là Lực Tàng tin tưởng vào những giấc mơ hay tâm linh cái vấn đề gì, nhưng mà nằm để mà nằm mơ một giấc mơ đẹp như vậy thì chúng ta phải đáng phải suy ngẫm và mong làm sao cái giấc mơ của mình nó sẽ trở thành hiện thực. Tại vì có ca sĩ Phi Nhung là một người rất là đức độ, hy sinh thân mình, xả thân mình vào đại dịch để rồi vướng phải dịch bệnh, rồi cuối cùng rằng là đã hy sinh cả tính mạng. Và khi mà có ca sĩ Phi Nhung ra đi cũng gặp rất là nhiều cái oan ức, khi bà Nguyễn Phương Hằng đã đéo tên bà đã gọi như là môi chị ấy từ dưới, gọi như là ông Tào Địch Phủ môi chị ấy từ dưới mồ dưới mã lên để mà chửi đó, thì Lực Tàng nghĩ rằng là chị ấy rất là oan ức. Rồi sau đó dính đến cái thằng con trai nuôi Hồ Văn Cường nữa, thì mọi người cũng có thể thấy rằng là sự ra đi của chị Phi Nhung là quá oan ức, và đang còn rất là nhiều cái mà chị ấy chưa thể thực hiện được. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại giờ thì Lực Tàng nghĩ rằng là những người mà chết oan ức tức tưởi thì chắc chắn rằng họ rất là linh thiêng, và họ sẽ có một cái vấn đề gì đó để họ thông báo cho chúng ta biết rằng là họ đã được siêu thoát, họ đã được ra đi một cách thanh thản và được về với lại Đức Chúa Trời cũng như là Phật Tổ rồi. Và những cái hình ảnh mà Lực Tàng phát hiện ngày hôm qua rất đẹp nha cô dì chú bác. Chưa bao giờ Lực Tàng thấy hình ảnh của người phụ nữ cũng như là hình ảnh của Đức Văn An lại đẹp đến như vậy. Họ bay lơ lửng trên những tầng mây mà Lực Tàng cảm thấy rõ ràng luôn nha cô dì chú bác. Thì mọi người biết rằng là khi mà bé Văn An về được với lại cố ca sĩ Phi Nhung là một cái điều rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ như thế này, chị Phi Nhung là một người đã hy sinh như vậy, rồi lại còn có cái tấm lòng rất là yêu thương những cái đứa trẻ,
cuộc đời của ca sĩ Phi Nhung rất là khổ, khổ từ nhỏ, không được gọi cha, không có mẹ, không được gọi mẹ. Ấy, tức là không được ở trong một cái gia đình gọi như là này nọ. Nói chung là cái cuộc đời bi đát của ca sĩ Phi Nhung nó cũng phải giống giống như thế là Bé Văn An. Nhưng mà ca sĩ Phi Nhung vì cũng được là cái sự giỏi giang trong con người và cái sự phấn đấu vì cái sự cực khổ mà ca sĩ đã vươn lên thì đã có một cái gọi như là sự nổi tiếng và tất cả mọi người đều biết đến ca sĩ Phi Nhung bằng những cái tiếng hát, bằng những cái lời ca và những cái hành động đẹp. Hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung in đậm trong ký ức của chúng ta. Tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung đảm bảo tất cả mọi người, kể cả những cái đứa trẻ mới lớn lên trong thời điểm hiện tại bây giờ, nó cũng không bao giờ quên đi cái giọng ca của chị. Đó, rồi chị rất là thương yêu những đứa nhỏ, chị nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi và xây chùa để chứa được những cái đứa trẻ mà bị cha mẹ ruồng bỏ, rồi đem đến chùa vứt tại cổng chùa. Rồi chị lo lắng quan tâm, chị chăm sóc y chang như là những đứa con ruột của chị. Chị đã gọi như là mất cả chồng và xa lìa con ruột của mình để gọi như là nuôi những cái đứa trẻ mồ côi để thay cho những cái đứa con ruột của mình. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ, Wendy Phạm là con ruột của chị ở bên Mỹ cũng đang tiếp bước mẹ của mình để làm những cái việc tốt như vậy để tích thêm phước đức cho cô ca sĩ. Thì như vậy mọi người biết rằng là nếu như Văn An thực sự mà như cái giấc mơ của Lực Tàng được về với lại cô ca sĩ Phi Nhung thì rõ ràng rằng là Văn An đã siêu thoát. Và Lực Tàng cũng đang nghĩ rằng tại sao mà Lực Tàng lại mơ cái giấc mơ vào đêm hôm qua. Thì sau khi có cái bản cáo trạng và Trang Dị Nghĩa đã được trắng đêm rõ ràng, chuẩn bị chịu sự trừng phạt của pháp luật Việt Nam để trả lại cái gì oan ức cho bé Văn An, thì mọi người biết rằng là chắc chắn một câu rằng là bé Văn An đã được siêu thoát. Mặc dù cái bản cáo trạng nó vẫn đang còn làm cho tất cả chúng ta cảm thấy rất là buồn khi tội của người cha đẻ là Thái Dúi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đó là cái tín hiệu rất là đáng vui cho tất cả chúng ta khi pháp luật Việt Nam đã quan tâm đến sự vụ án này và giải quyết một cách rất là nhanh. Ở đây chúng ta cảm thấy mới 5 tháng là chúng ta cảm thấy lâu, nhưng không lâu đâu. Đây là một cái vụ việc giải quyết rất là nhanh, một vụ việc liên quan đến rất là nghiêm trọng và gọi như là động cơ mà tụi nó làm là rất là đê hèn, tàn nhẫn và tàn bạo. Thì xử lý trong vòng 5 tháng là nó rất là nhanh rồi đó, cô dì bác. Thì không lâu nữa là tòa án sẽ đưa ra xét xử, nhưng chúng ta vẫn rất là mong là còn một cái vấn đề là bất cập, đó là chuyện của Thái. Thì hy vọng rằng là bé Văn An linh thiêng, nếu như về được với chị Phi Nhung thì hy vọng rằng là sẽ có những cái gì đó phù hộ độ trì về phía gia đình nhà ngoại cũng như là những người yêu chính nghĩa để đưa những kẻ thủ ác, những kẻ xấu ra để xử lý công bằng và lấy lại những cái gì mà mình chịu oan ức trong suốt thời gian vừa rồi, đúng không ạ? Đó là cái thông tin mà Lực Tàng muốn cung cấp cho cô dì chú bác làm cái giấc mơ ngày hôm qua. Thì như cái thông tin tiếp theo mà Lực Tàng muốn cập nhật cho mọi người là tình hình của Trang và Thái ở trong trại, thì cô dì chú bác đã theo dõi cái clip ngày hôm qua của Lực Tàng rồi, cũng rất là đi đó. Thì Lực Tàng có xin phép nói thêm những cái vấn đề liên quan đến Trang và Thái ở trong trại nữa cho mọi người. Trước khi vào câu chuyện thì Lực Tàng cũng xin tất cả mọi người rằng là số điện thoại trên màn hình Lực Tàng đang bán mật ong, cũng như là tinh bột nghệ dạng vin đã tẩm mật ong, bột ca cao, đó là những mặt hàng mà Lực Tàng đang bán. Mật ong nuôi và mật ong rừng, mật ong nuôi rất là rẻ, chất lượng cũng rất là cao, con ong đi hút mật từ trên rừng xuống nha, có gì các bác, không phải là nuôi cho ăn đường nha. Đó rồi, mật ong rừng gồm có ong ruồi, ong đất và ong khoái, tức là những loại mật ong tốt nhất, hảo hạng nhất ở đất nước Việt Nam chúng ta. Thì Lực Tàng đang có những cái mặt hàng gọi như chất lượng này, thì mong cô dì chú bác hãy sở hữu một chai hoặc là một lọ để về để bồi bổ cơ thể của mình, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 này. Là trong hậu Covid-19 thì mật ong nó cũng có những thành phần tác dụng để giải quyết dịch Covid-19 đó mọi người, bệnh Covid-19. Thì mong cô dì chú bác cứ gọi điện trên số màn hình, Lực Tàng sẽ báo giá và ship hàng toàn quốc cho cô dì chú bác. Thì đi đến cái thông tin mà Trang và Thái ở trong trại, thì mọi người cứ nghĩ rằng là Thái nó là sẽ được sung sướng này nọ và sau này nó sẽ được thoát ra khỏi trại giam và nó sẽ làm tiếp cái vấn đề ác ôn này nọ. Thì mọi người nên nhớ rằng là pháp luật Việt Nam rất là nghiêm minh. Thì Thái Dúi chắc chắn rằng là với cái sự việc, cái hành động, cái hành vi của Thái thì rõ ràng rằng là bên phía pháp luật Việt Nam, đặc biệt là bên phía tòa án và bên phía các bác trung ương sẽ xem xét rất là kỹ khi đưa ra xét xử phiên tòa. Lực Tàng vẫn đang còn hy vọng một điều rằng với sự linh thiêng của bé Văn An thì rõ ràng trong thời gian sắp tới Thái sẽ phải chuyển tội danh. Chắc chắn một điều rằng họ sẽ chuyển tội danh cho Thái Dúi. Nếu như sức mạnh của cộng đồng của chúng ta ở bên ngoài của bé Văn An căng đét như vậy,
Rồi với cái lập luận sắc bén của các luật sư thì mọi người cứ yên tâm một điều này là Thái sẽ chắc chắn là sẽ chuyển đổi tội danh. Và một điều nữa mà là Tàng muốn nói với cả mọi người rằng là cuộc đời của Thái đến thời điểm hiện tại bây giờ, kể cả có nặng nhẹ như thế nào thì cũng đã chấm dứt rồi. Chúng ta cũng coi như Thái đã không còn hiện hiện trên cuộc đời này nữa rồi. Nhưng có chăng chỉ là nếu như Thái sống thì liệu chừng cái sự bình yên của những đứa trẻ nó có còn nữa hay không. Và cuộc đời Thái thì tương lai đang rất rộng mở. Và nếu như Thái còn lấy vợ đẻ con thì những đứa con của Thái sẽ ra sao nếu như đã có cái bản chất như vậy. Người ta nói một câu giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời. Cho nên rằng là hy vọng là pháp luật Việt Nam xử lý là phải xử lý cho nghiêm minh, tránh cái hậu quả sau này nó sẽ xảy ra. Đúng không có gì chú bác? Còn vấn đề mà tụi nó yêu nhau thì đến thời điểm hiện tại bây giờ cũng đã cắt đứt hết rồi, không còn nữa đâu cô dì chú bác ạ. Khi họ nó hứa với nhau rằng là sẽ đến với nhau mãi mãi, yêu nhau trọn đời, đi đâu làm gì sẽ có nhau, nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nghe đâu một thông tin là Trang sẽ tử hình, còn Thái thì vẫn sống nhẫn như với mức án chưa đến quá 8 năm tù, thì rõ ràng rằng là tụi nó đâu có đi theo nhau đâu, đúng không ạ? Và đó cũng là một cái nỗi đau, nếu như thực sự nó yêu nhau thật lòng, với Trang yêu Thái thực mà đến cái mức độ giết người để yêu thì rõ ràng rằng là ở đây sẽ chia lìa tụi nó ra thì nó cũng là rất là đau đớn đó cô dì chú bác. Còn một mọi người mà đã trong cái tình cảnh mà yêu đương rồi chia cách chia lìa nhau ra thì cũng rất là đau đớn, nhưng là Tàng nghĩ thì cái đó cũng chỉ là cái suy nghĩ của chúng ta thôi. Còn tụi nó đến với nhau như là Tàng đã phân tích trước đó rồi, đến với nhau bằng tình, bằng tiền, bằng địa vị xã hội, chứ không phải đến với nhau bằng tình yêu đích thực. Tức là tụi nó đến với nhau bằng tình yêu chân giữa và tình yêu đích thắng nha cô dì chú bác. Như là Tàng nói là tình yêu chân giữa và tình yêu đích thắng. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì tất cả mọi thứ dày vò trong tâm can, trong trí óc của tụi nó rất là nhiều. Và đặc biệt rằng Vân An rất linh thiêng. Như chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của Vân An thì rõ ràng rằng Thái là với lại con Trang là lúc nào nó cũng ám ảnh bởi những cái tiếng la hét của bé Vân An, cũng như là cái nỗi đau của bé Vân An. Khi mà bé hiện về liên tục thì chắc hẳn rằng là tụi nó sống không bằng chết. Có gì chú bác cứ yên tâm, cuộc sống của tụi nó hiện tại bây giờ kể cả pháp luật có giải quyết như thế nào, Thái có sống thì Thái còn đau khổ hơn là chết. Tụi Tàng đảm bảo với cô dì là như vậy. Mặc dù bản chất của nó không thay đổi, nhưng rõ ràng là dằn vặt trong lương tâm và trí óc của nó, nó có vui thì nó cũng vẫn là một con người, đúng mọi người? Không biết là nó có suy nghĩ giống như con người hay không, nhưng bản thân hình hài của nó là một con người thì rõ ràng lâu lâu nó cũng phải có một cái gì đó để nó nghĩ đến cái hành vi mà mình gây ra, để cho nó ăn năn sám hối cái tội lỗi của mình. Rõ ràng rất đau đớn. Và trước mắt là nó đã chia lìa đi cái tình yêu của nó, thứ nhất, thứ hai đã mất đi một đứa con, thứ ba cộng đồng xã hội lên án mạnh, kể cả gia đình và con hồng dòng họ của mình cũng bị chỉ trích đến muôn đời sau, chứ không thể nào mà hết được đâu cô dì chú bác. Như vậy rõ ràng rằng là chúng ta cảm thấy đây là một cái luật nhân quả, sau này nó sẽ hiển hiện với đại gia đình nhà Thái cũng như là Thái. Thì không biết rằng là Thái có sống hay là Thái sẽ bị xử lý như thế nào trong thời gian sắp tới, nhưng cái mong mỏi lớn nhất của cộng đồng và xã hội chúng ta là sẽ đổi tội danh Thái Dúi lên và không để cho Thái xuất hiện ở trên xã hội này nữa, tức là loại bỏ vĩnh viễn và cho Thái đi cùng với Trang, cho có đôi có cặp, cho có cái tình yêu của họ gọi như là được mãi mãi tìm lâu bên nhau. Đó là mong mỏi lớn nhất của chúng ta. Cũng hy vọng pháp luật Việt Nam nghe thấy tiếng dân và các bác trung ương cũng nghe thấy những cái lời cầu cứu của gia đình ngoài, toàn cộng đồng, để có cái phương hướng giải quyết nghiêm minh và chặt chẽ hơn nữa đối với cái lệnh tội danh của Thái Dúi trong thời gian tiếp theo. Thì ngày hôm nay lực Tàng cũng lên cung cấp thông tin cho mọi người đến đây thôi ạ. Phần cuối thì mong cô dì chú bác tiếp tục ủng hộ lực Tàng, số điện thoại trên màn hình là cô dì chú bác ủng hộ mua mật ong cũng như là những cái mặt hàng lực Tàng vừa giới thiệu là tinh bột nghệ dạng viên và bột cacao nha cô dì chú bác. Rồi cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.